Xin chào anh em đã quay trở lại kênh Nguyên Review. Thì gần như mọi thứ mình đã hoàn thành xong khi mình quay clip review cái sản phẩm này. Em như lịch trình mà mình đã thông báo với anh em, hôm nay mình sẽ review sản phẩm, một trong những sản phẩm có ở Việt Nam của Kevin Murphy. Mặc dù vậy thì nó khá là ít người dùng. Đó là sản phẩm Kevin Murphy Knight Rider. Thì Kevin Murphy Knight Rider cũng không khác Rider là nhiều. Về phần bao bì vẫn là những cái thứ mà Kevin Murphy có ở trên hộp của họ, chỉ thay cái màu sắc và những cái chữ ở trên bao bì. Đấy là gì? Chúng ta vẫn giữ được cái chữ K dập chìm xuống dưới ở mặt trước, phần in tên thương hiệu Kevin Murphy, tên sản phẩm, chất sản phẩm, độ giữ nếp, độ bóng, trọng lượng sản phẩm, và chúng ta không có gì ở các cái cạnh sản phẩm cả. Mặt sau thì chúng ta vẫn vậy các bạn ạ. Tuy nhiên rằng là cái phiên bản này của mình thì không rõ là phiên bản mới nhất, bây giờ mình không để ý nữa. Tức là nó là cái tem dính ở đằng sau mặt sau chứ không phải là cái in lên hẳn mặt sau như là Rider. Đây. Đó. Hay là cùng một năm thì Rider được in, còn Rider thì lại chỉ được dán. Thì cũng không rõ vì sao nữa, nhưng mà thôi chúng ta hãy bỏ qua cái vấn đề đấy, bởi vì là do là mình cũng không có thông tin. Thì mặt sau của sản phẩm vẫn như vậy các bạn ạ. Đây là tên sản phẩm, tên hãng, trọng lượng, mã vạch, rồi thông tin thành phần, địa chỉ nhà sản xuất, rồi các biểu tượng về sản phẩm. Thì ở đây khi mà mở hộp ra chúng ta vẫn thấy được à, đây chỉ đơn giản một hộp màu đen thay chữ thôi. Đó. Đây là thiết kế hộp. Thực ra là cái hộp này của mình khá là cũ rồi. Tất nhiên là đây, cũng như các bạn thấy ở đây, phần này ở đây bị hỏng. Mình vốn dĩ cái hộp này của mình sưu tầm cái hộp này, cái phần màu vàng này, phần sáp bị hỏng, còn phần sáp mới là mình mới mua chiết về, mới mua chiết về. Thì đây mình vừa mình để nó trong hộp này ra thì mua về để review cho các bạn thôi, chứ không phải là mình sử dụng sản phẩm này nhiều quá. Đây các bạn nhá, chất sáp mới của nó sẽ là màu trắng, màu trắng ngà. Và nếu chất sáp đổi sang màu vàng này thì nó đã hỏng. Tức là nó sẽ có cái tương tác về việc là nó thoát nước ra, nó để lại chất sáp bao gồm là những cái chất bên trong, ví dụ clay, chất tạo dính hoặc là những cái sáp về trong thành phần nấu. Thì với sản phẩm Nider này chúng ta sẽ có một mùi cam bergamot khá là thích, khá là sảng khoái, tương đồng giống với mùi của Bonafide Texture Spray. Tuy nhiên rằng là cái mùi này sẽ không theo hướng ngọt mà sẽ theo hướng chua, và nói chung rằng là nó dễ ngửi, nó không quá khó khăn và nó phù hợp với cái khí hậu nóng mùa hè. Tuy nhiên rằng là sản phẩm này lại đi ngược lại với tất cả những gì mùa hè cần. Đó, thì mình sẽ review sản phẩm này. Đây, bắt đầu bằng những thứ cơ bản nhất, đó là lấy sáp ra. Chất sáp thì đây theo giới thiệu nhà sản xuất đây là Maximum Control Texture Paste, tức là một loại paste tạo hiệu ứng tóc, tạo texture và có thể dễ dàng điều khiển cái kiểu tóc của người sử dụng. Thì ở trên trang web của Kevin Murphy thì có một cái clip khá là lâu rồi, người ta sử dụng Nair cho tóc nữ. Mình thì cũng không dám rủ bạn nữ nào dùng Nair cả, bởi vì là theo mình thấy nó khá là rít và nó không phù hợp với kiểu tóc nữ ở Việt Nam, thế nên là cũng khá là ngại các bạn. Đây thì chúng ta sẽ có chất paste như thế này. Nói về chất sáp của Nider thì hoàn toàn mọi người có thể gọi nó là fiber hoặc là cream paste cũng được. Thực ra thì nó rất là mềm các bạn, nó rất là mềm và nó dính. Đó, và theo cái kiểu của Kevin Murphy thì chỉ cần như thế này thôi thì đã là fiber rồi. Thì nói chung là với mình thì tên gọi sản phẩm này không có quan trọng, quan trọng là mình dùng sản phẩm như thế nào. Đó. Thì bây giờ bắt đầu xoa các bạn. Thì đây là một sản phẩm dạng paste mình vừa giới thiệu với các bạn là khá là mềm đúng không ạ? Như mình thấy đây, thưa các bạn, là đánh tan ra tay mà
cảm giác như là nó tan tuột tuột đấy, gần như là không có một cái gì ấy. Bản cũ mình sử dụng thì khá là zip, nên không biết là bản mới này mới mua về thì như thế nào. Cảm giác không có gì trên tóc luôn đấy các bạn. Cảm giác không có gì trên tóc luôn đấy. Đây. Không biết là mình xoa ra nó hơi dã man quá, nó rụng xuống. Mà thực ra là cũng không rụng bởi vì cái hạn kem mà. Paste khá là mềm. Khá là kỳ lạ. Lâu lắm rồi mình mới dùng con Rider này. Và đây là bản mới gần nhất. Thì đầu tiên thì sau khoảng hơn năm, có lẽ là hơn 1 năm, gần 2 năm không sử dụng Rider, nó khiến mình khá là bất ngờ. Việc là lúc vuốt lên tóc ướt thì không có gì, nhưng mà lúc sấy lên thì cũng một chút. Cảm nhận của mình thì khá là nhẹ, khá nhẹ các bạn ạ. Không phải kiểu nhẹ tênh nhẹ bẫng luôn, nhưng mà so với cái phần tóc mỏng này thì khá là nhẹ, về cơ bản khá là nhẹ, mới dùng một lần thôi mà. Còn không biết là sẽ ra sao nữa. Mình sẽ dùng lần hai này, sấy cũng tương đối khô rồi. Thì cái nhược điểm của Nider, nhược điểm lớn nhất của Nider xin thưa với các bạn, đấy chính là mồ hôi. Mình lấy có một phần một lượng lớn hơn, thế nên là đây khi xoa tay như này, với kinh nghiệm của mình thì có vẻ như là chất sáp này không hoàn hảo lắm trong việc đánh tan. Nếu mà các bạn lấy một lượng lớn thì các bạn sẽ thấy rõ. Đó. Khá là mềm để lấy ra, nhưng mà cái vấn đề đánh tan ở trong tay thì có một chút chưa hài lòng lắm. Vẫn ăn hết lên tóc, không để lại một vệt trắng nào trên tóc.
Thì mình đã hoàn thành xong kiểu tóc các bạn ạ. Nói chung thì sau hơn một năm quay trở lại dùng Night Rider, cái cảm giác bóng nó vẫn như vậy. Nó không hẳn đến chạm đến mức xuống cái mức ngưỡng bóng mờ, không quá là nhìn trông nó không quá là sạch sẽ. Bóng sẽ giống tương tự như Freehold và nhiều sản phẩm khác của Kevin Murphy, ngoại trừ Raw Rider. Thì cũng không thể nào mà trách được, bởi vì là khi cái sản phẩm nó càng bóng thì nó sẽ càng chứa nhiều tinh dầu, nó sẽ chứa nhiều cái tinh dầu, hoặc là nó sẽ chứa một số cái tinh dầu mà có tạo cái độ bóng cao đó. Không thể trách được nếu mà các bạn đang muốn một cái sản phẩm mà nhiều dưỡng thì chuyện nó bóng chuyện bình thường á. Vẫn như là những ngày đầu tiên sử dụng thì ban đầu sấy lên thì trông có vẻ ngon lành. Nhưng mà thực sự các bạn ạ, con này là một con không thể nào mà chống được mũ bảo hiểm nếu mà các bạn là rất tóc mỏng. Thật sự, bởi vì khi các bạn ủ mũ bảo hiểm lên kèm theo mồ hôi thì con này sẽ phá vỡ toàn bộ kết cấu tóc của các bạn. Toàn bộ mái tóc luôn, từ phần volume, từ phần độ phồng này cho tới độ giữ nếp, rồi cho tới texture. Thì mặc dù là mình đang cố gắng tạo phồng cho mái tóc mình, nhìn trông khá là ok đúng không? Trông khá là ok, không đến nỗi nào. Texture cũng khá là nhiều. Đúng như cái tên của nó, ok, dễ dàng lùa tay vào tóc, ok, đúng. Cũng công nhận là bản bây giờ đã bớt dít hơn bản hồi trước rất là nhiều. Đó, chính xác. Cái độ dính thì cũng vừa phải. Để mà nói nó có giống Rock Rider mình review lần trước không, thì mình nghĩ rằng là thực ra thì cũng khá là xem cái độ dít của hai cái sản phẩm này đấy. Night Rider sẽ cho một cái cảm giác ẩm nhiều hơn. Thì nói sao nhỉ, mình cũng không biết để đặt con này nó vào một cái vị trí nào còn nữa, bởi vì hồi mà nó mới ra mắt thì nó rất là nặng, nặng hơn bây giờ rất là nhiều và dít hơn nữa, thì mọi người sẽ bảo là con này dùng cho tóc dày được, thì con Rider dùng cho tóc mỏng, nhưng mà thực ra thì không phải như vậy. Tất nhiên tóc nào cũng dùng được thôi, nhưng mà như này bây giờ có thể chốt lại là con này sẽ phù hợp nhất với những ai tóc nhuộm vậy. Mình khẳng định với các bạn luôn, người tóc bình thường thì sẽ không có cái độ zip, độ dính của tự nhiên mà mái tóc nó cần. Thì khi mà nhuộm tẩy tóc thì nó sẽ khô sơ và nó sẽ rối, nó sẽ zip hơn. Thì với cái tình trạng tóc như vậy thì sử dụng cái con Nider này lên cực kỳ phù hợp. Nhưng mà với những ai mà ví dụ như là đang thời tiết cả nước đang rất là nóng như thế này thì thực sự dùng Nider không hề phù hợp một tí nào, các bạn không hề phù hợp một tí nào luôn. Rất là khó để mà sử dụng nó, kể cả ở trong môi trường anh đi ô tô hay chăng nữa thì rất là khó để giữ được cái mái tóc đẹp và thoải mái. Đó là một cái mà mình cũng lưu ý mọi người khi mà mọi người mua Nider. Tất nhiên là bây giờ cái mức giá nó không còn như mức giá niêm yết là 690.000 nữa, nhưng mà hiện giờ thì với mức giá mà tầm khoảng 400-500.000 cho một cái lọ sản phẩm thì các bạn có nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như một con giữ nếp cao hơn, đấy là Blue Man ngựa vằn, hoặc là Claymation của Hand of Fuko, rất rất nhiều sản phẩm, Templeton Tonic chẳng hạn có nữa. Thế nên là mình cảm giác như là con Nider đang bị lạc trôi theo một cái chỗ nào đấy. Và con này thì nếu mà bất đắc dĩ mà các bạn bảo cho nó một cái vị trí nào ngoài cái vấn đề tóc tẩy nhuộm ra thì chắc là cũng là một trong những thứ mà mình lưu ý, đấy là chải lược cũng không hề nỗi nào ha. Tất nhiên là không dính như pomade rồi, nhưng mà cũng đáng để trải nghiệm, đáng để trải nghiệm. Không đến nỗi rít quá, cũng không bết quá, nhưng mà để mà so nó với một con pomade về cái độ dễ dùng thì nó cũng rất là thoải mái. Thì mình nghĩ rằng là ai chơi pomade mà muốn một cái kiểu tóc nó tự nhiên chẳng hạn, một cái kiểu tóc không phải tự nhiên mà nhìn cho nó năng động hơn chẳng hạn, thì mua Nider này, thì mua Nider này đó. Thế là nó sẽ có một cái vị trí cho những người mà chơi pomade mà muốn thoải mái.
Đó. Còn những người nào không chơi pomade hoặc là những người bình thường ra thì dùng nó cũng khá là vất vả bạn ạ. Bây giờ thực sự ra là mình rất là muốn chê nó nhưng mà nó cũng có điểm tốt mà, không giống như heavy metal. Thôi, không dài dòng nữa. Vậy cũng xin chốt clip ở đây. Thì sắp tới đây thì mình sẽ hoàn thiện nốt một cái sản phẩm nữa của Kevin Murphy và cũng sẽ coi như là đóng máy ở trong line sản phẩm Kevin Murphy này và chuyển sang line hand Fugo. Thì mong rằng các bạn ủng hộ mình, đừng quên là rủ bạn bè xem chung. Mình những ai có nhu cầu nhớ like và ấn theo dõi subscribe cái những cái video ở trên kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Chúc các bạn luôn đẹp trai và nhiều sức khỏe. Nguyên xin hết.